chưa có rửa, chưa có bắn cái gì luôn á, còn nguyên, chưa bắn cái gì luôn á. Ông ngoại, hồi nãy giờ hai người nó nói ông ngoại buồn, giận gì á? Cái chế độ này là bắn ngược ra hết dòng là tự động nó ngừng. Ha. Này là dặn vô, nó không sẽ không ngừng ha. Này dặn ra nè, ngừng nè ha. Cò đang bóp nè. Là lúc đó bạn mấy bạn báo để ngay chỗ cái đèn này ha, cái đèn nằm ngay đây. Chậm nè. Này, chậm nè, lúc nó chuyển qua đây là cái nhân giờ đi ngược nè. Đi ngược cũng không có ra ha, không có ngừng á, lên tí xíu này cũng không ngừng ha, không ngừng ha. Rồi, bấm ngay đây rồi anh ngừng nè, nó ra đủ đủ cái dòng là nó ngừng ha. Rồi ở đây nha, đầu này đầu 19, đầu 19 nha. Ra mất tiêu rồi, ra không ra ha. Được tầm khoảng 3 giây thôi. Bây giờ dặn vô ha. Máy mới ha. Có bảo đèn. Pin đóng nhận sạc adapter. Ha. Sạc adapter có bảo đèn. Cell Samsung 25R ha. Pin này giá này ra hơi cao ha. Mấy bạn trước khi muốn đóng 25R phải suy nghĩ kỹ ha. Ngừng ha. Cò đang bớt nè, ngừng ha. Ok nha mấy bạn ha, đây bàn ấm 3 giây, ấm 3 giây tắt đèn.